là mấy em xin chào tất cả quý cô chú anh chị đang xem kênh của mấy em nha. Hiện tại bây giờ đang gặp em Thủy nè. Thủy ơi. Dạ. Cười coi. Bữa nay tươi quá ta. Mấy nay khỏe không em? Khỏe. Bữa nay nói chuyện lớn rồi nè. Bữa nay ăn uống ngủ nghỉ sao? Khỏe. Ở trong đó ổn không? Diễn hay trọ thôi. Chừng nào diễn? Nhà mai. Mai diễn hả? Mai diễn đi đâu? Mai chuyển thôi, đùi xuống chút. Đùi xuống xíu ha. Là thuê chưa? Thuê rồi. Thuê rồi ha. Ở trong đó mình thuê nhiêu tháng? Chưa rồi. Chị sao? Sao? À, em làm giấy tờ xong chưa? Em làm chứng minh rồi. Có giấy xong rồi mình chuyển đi ha. Mai bắt đầu chuyển. Mai chạy không thuê đâu. Nói chung là có giấy tờ rồi, mình ở chỗ nào cũng được á em. Bữa giờ ăn uống được không? Được. Rồi hôm bữa đi siêu âm á, bác sĩ nói sao Thủy? Cái bé nhỏ quá. Bé nhỏ hả? Mấy nay em có uống sữa không? Chắc có. Sữa gì? Ít. Uống sữa hộp. Có uống sữa tươi không? Không, bây giờ bắt buộc phải uống sữa tươi, em bé mới lớn. Dạ. Rồi, mấy anh nó mua sữa cho em chưa? Dạ, gần hết rồi. Gần hết ha. Giờ còn tiền không? Dạ, hết tiền. Hết tiền hả? Bữa mấy anh cho nhiều không mà hết? Dạ, ít. Dạ, ít hả? Rồi hết tiền rồi ai thay nhà trọ tiếp? Chào. À. Mình thay tiếp rồi ha. Dạ. Rồi mấy anh đó sẽ mua sữa cho em uống. Dặn mấy anh uống sữa tươi, mua sữa tươi á. Dạ. Mua sữa tươi để cho em uống. Nó mới lớn em bé chứ uống sữa hộp không lớn em bé. Uống sữa hộp là em lớn thôi á, em bé không lớn. Ở bên này nhìn mặt tươi quá trời. Tươi tắn rồi. Thịt táo. Nói chung là anh chị ở đây á, cũng muốn giúp cho Thủy nhiều. Nhưng mà có mấy anh khác giúp rồi á, thì ngày hôm nay á cũng nghe tin là em bị đuổi khỏi khỉ trọ đó. Thì mấy chị cũng lo lắng. Tại vì dù sao thì lúc đầu thì mấy chị cũng đã có ý giúp cho em nhưng mà không có thành á. Nên là mới ngày nay mới ghé ở đây để thăm em á. Ủa cái phòng đầu á, sao mình không ở nữa mà mình lại chuyển vô phía trong á Thủy? Con nói là phiền, con chợ. Em có dẫn bạn bè vào đó không? Không. Tại sao phiền? Chú không chợ. Đúng. Lại cái thứ hai nữa là mình không có chưa có giấy tờ. Bữa nay thì thấy tinh thần của Thủy ổn định thẳng lên luôn á cả nhà. Dạ. Ở đây Thủy cũng thấy là có nhiều cô bác giúp cho em thì mình cũng còn xanh rồi, mình chi tiêu cái số tiền của em cho nó hợp lý một xíu. Và những cái đồ dùng nào mà cần thiết á thì mình phải mua ha. Tại vì cô bác giúp mình thì cái những đồng tiền đó họ cũng đi làm cực khổ á Thủy. Dạ. Ừ. Nè, cắt tóc hả? Con chồng. Cắt này cắt đẹp gái quá trình à. Bữa cậu lên thăm rồi ha. Dạ. Tại sao không về ở với chị? Đó không. Ở với chị vì lo cho em bé nữa. Vì chăm sóc cho rồi xin cứng cáp xong rồi nó đi thuê về trọ ở. Rồi hôm qua em về nhà lấy hộ khẩu hả? Có đâu, nhờ cậu lấy giùm. Nhờ cậu lấy giùm nha. Rồi lên làm là xong hết rồi ha. Cậu qua có nói gì không? Dạ không. Bình thường cậu ở nhà nó thương con hơn em không? Có. Cậu rất là thương nhất ha. Bởi vì cậu đi kiếm quá trời luôn nè. Mà sao Thủy không chịu về nhà ở với cậu cái gì Thủy? Thôi, chỉ cậu chỉ có con cái. Nhưng mà chị nghĩ là trong cái thời gian em sanh đẻ cho nó này thì cái tốt nhất là em nên về nhà. Mình sanh đẻ xong rồi thì sau này mình tính tiếp á. Giờ ở đây rồi chẳng may mình đi xanh rồi ai lo cho mình? Nhờ có người chăm luôn ha.
chỗ trong đó em thấy vui thoải mái hơn đi. Dạ vui thoải mái. Sao mà em nghe anh nghe cô đang kể mà bên kia bên không em bỏ chỗ em đi vòng vòng bên kia vậy? Hả? Em đi kiếm gì á? Chứ ba không có điện thoại. Kiếm chỗ sạc điện thoại hả? Không có điện thoại. Mắc điện thoại hả? Điện thoại mới mua đây sao mắc vậy? Thì lấy nè. Em để đâu mà người ta lấy? Em để trong phòng hay là em đi đâu mà mắc? Dưới á. Hả? Ở dưới. Ở dưới hả? Ờ, điện thoại mới mua mấy triệu bạc hay là mắc rồi. Rồi làm sao em liên lạc được với gia đình đây? Em bằng lái xe. Ở đây em ở nhà trọ đó, một mình em ăn uống là sao, em tự nấu hay là có ai mua cơm đem đến cho em không? Lúc mình chưa có cô. Chưa có cô đem cơm đến cho em? Dạ. Rồi bây giờ sao? Tự nấu. Dạ, tự nấu luôn hả? Rồi ai biết nấu không? Em biết. Em tự đi chợ luôn. Hôm qua anh với anh về mua gà gì nấu. Ờ, à, là anh kia mua gà về cho em ăn á ha. Dạ. Mắc điện thoại buồn không? Buồn. Em ở nhà trọ đó, em ra ngoài em có khóa cửa này kia không mà sao để mắc chứ vậy? Mắc ở dưới này thôi. À, mắc ở đâu dưới này hả? Mắc dưới cầu á ha. À, là cái điện thoại đằng trước thôi vậy? Ừ, đúng rồi. Rồi mấy bữa nay có xuống dưới chơi không? Nghỉ chơi. Nghỉ chơi hả? Rồi chừng nào chơi lại? Nghỉ luôn. Nghỉ luôn hả? Sao em không có tiền em ăn uống mà em lại đi bao bạn bè ở đây đi cà phê cà pháo chi vậy cho tốn tiền vậy? Có không? Dạ khai thiệt đi. Bữa đó bao chầu hết nhiêu tiền? Rồi bữa nay có bao mấy anh chị ở đây uống cà phê không? Dạ. Sao vậy? Em phải để tiền đó, sau này em sinh nở đó chứ. Em bao bạn bè ăn uống hết rồi tiền đâu, sau này em sinh con đây. Biểu gì mấy anh chị bên đó mới trao triệu mấy tiêu hết là do lý do đó đúng không? Bao bạn hết rồi lấy tiền đâu nữa. Em phải để dành tại đồng tiền đó cô bác lại giúp mình trong thời gian này mình ăn uống nghỉ dưỡng mà em định có tiêu phung phí á, xong rồi cô bác Mạnh Thường Quân á họ buồn em á. Còn có một tháng nữa thôi là em chuẩn bị sinh rồi đó, em có chuẩn bị gì cho những ngày tháng sắp tới chưa? Đồ trẻ nè, rồi sữa tã này chưa đó? Chưa luôn. Nhưng mà em lấy 1 triệu đó em đi bao bạn đó hả? Trời đất ơi, em vẫn còn ham vui lắm á nha. Rồi dự tính mua đồ sinh em bé tới đâu rồi? Chưa hả? Chưa ai hứa mua chưa? Chưa hứa luôn mua luôn hả? Này chắc anh Nghiệp quá à? À không, bên kia có anh lo rồi, giờ anh Nghiệp chỉ dù lâu lâu có ai gửi đồ ăn thức uống thì Nghiệp nhận cho Thủy thôi. Còn có anh kia lo nhà với sinh nở cho em rồi, anh Nghiệp đâu lo được. Tại vì ở đây lúc đầu á là mấy em mình là mấy em của chị á là giúp cho em sẽ một cái combo là xanh đẻ này kia nọ luôn á, nhưng mà chắc thì mấy em chị ở đây không có nhiều với em. Mấy anh đó có gì ở bên đó có lo rồi thì cứ để bên đó lo ha. Lâu lâu thì anh chị ghé ở đây thăm em. Không ấy đi về nhà cậu cái gì ở đi. Đi về nè. Giờ mai chiều em gặp với anh đó anh thay nhà trọ cho em á, nói bây giờ là anh không lo cho em xin nợ là em về nhà em anh em ở luôn. Đúng rồi. Nói vậy đó anh sợ anh lo rồi nha. Nói vậy đó nói là hỏi nhà anh đâu về bữa em qua mở luôn khỏi thay nhà trọ. Sao cười? Thôi anh chọc thôi chứ mấy anh đó là cũng đã dự tính rồi là chưa nói với em thôi. Sao ngáp dữ vậy? Tối nay ngủ sao? Sáng ra ngáp chưa ạ? Dạ có ngủ. Tối mấy giờ ngủ? Ngủ sớm. Ngủ sớm mà giờ ngáp vậy hả? Hôm nay là thấy mặt mày tỉnh táo à, xinh đẹp lại rồi. Trở thành thủy hot girl lại rồi. Phải không? Cái nào? Ngày xưa anh nghe nói là em là hot girl của quận 8 á. Cái nào? Phải không? Rất là nhiều anh chàng theo đuổi luôn. Có đâu? Có đâu? Khai thiệt đi. Hôm bữa mà em đi khám thì bác sĩ có định ngày sinh chưa? Khám thường. Khám thường hả? Bữa là bác sĩ định là ngày mấy? Biết chưa? Nhớ luôn.
ngày 8 tây đó. Ngày 8 tây tháng tháng 10 hả? Tháng 10 tháng 10. Bữa nay 11. Tháng 10 mà còn 2 tháng nữa. Thế là còn cái nè. Còn cái. Còn 1 tháng mà em chưa chuẩn bị được là cho mình hết trơn luôn. Trong ngày cậu có ghé thăm không? Dạ, qua có nữa. Cậu quay lại rồi các bỏ luôn à. Cậu nghe cậu có gì cậu thấy không? Dạ đâu có, có mấy anh chị mua. Còn là mấy anh chị mua không à? Em cố gắng thay đổi đi để cho mấy anh đó giúp, chứ em không thay đổi là cô bác họ buồn là họ không giúp cho em á. Dạ. Có mấy bữa mấy anh đó vô kiếm phòng trọ không có em ở đó, em đi đâu vậy? Em đi chơi với em nè. Hả? Bữa nào dẫn em đi chơi với coi. Được không? Không. Bây giờ mấy nay bầu em rồi thấy sao rồi, có em bé có đạp nhiều không? Thấy sức khỏe em ổn định rồi ha. Rồi mấy nay còn thèm ăn gì nữa không? Chị thèm. Thèm gì? Thèm chị giới đi mua ăn hả? Hả? Thèm chị giới đi mua ăn hả? Thèm chị giới đi mua ăn. Thèm anh chị có dắt đi mua ăn không? Bây giờ ăn cái gì anh giới đi mua ăn? Trời. Trời sầu riêng đi. Sầu riêng với cô. Hả? Sầu riêng với cô. Cô gì? Cô Bà Đế. Cô Bà Đế hả? Hay là cô Erica? Dạ, cô Đồng ha. Cô Đồng nữa. Ê, cô Đồng nha, cô Đồng nha. Cô Đồng ha. Cô Đồng dẫn đi bắt cô Đồng luôn. Thôi cô Đồng mang rồi. Không phải cô Đồng. Ủa, cô Đồng hả? À, cô Kiển. Hay là cô Biển, cô nước ngoài đâu, Biển Việt Nam. Nào không được. Nào được.